Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thiền thất hối ngữ. Người tu hành lão luyện vì muốn liễu sinh thoát tử nên họ giữ lấy câu thoại đầu một cách khẩn thiết, không một giây một phút nào mà họ không dụng công. Lần này vạn Phật thánh thành đả thiền thất và lại đả Phật thất, song trình độ chưa phải là chân chính đả thiền thất hay Phật thất, bất quá quý vị chỉ tập luyện mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì tập khí lỗi lầm từ vô lượng kiếp đến nay khiến mình lười biếng quen rồi. Tất nhiên, bây giờ chân chính tu đạo thì rất khó có thể làm được liền. Chùa Cao Mân ở Trung Quốc mỗi lần đả thiền thất thì quy luật của họ là không người nào được nói chuyện cả. Một phút một giây cũng không được làm biếng nghỉ ngơi. Trong thiền đường không thể tùy tiện đi lui đi tới, đi vô đi ra. Cho dù mình có chết đi thì thi thể cũng không được đem ra ngoài chôn mà sẽ bị vất dưới ghế mà thôi. Bây giờ đây đột nhiên kêu người ta dụng công như vậy thì không thể được. Người dụng công phải chuyên tâm trì trí, không nên bị cảnh giới làm cho chuyển động. Tham thiền cần phải nhớ đạo lý trong kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, tức là hãy để tâm vận hành ở chỗ nó chẳng có trụ trước. Đó là đạo lý căn bản mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ. Nhưng có bao nhiêu người nghe qua rồi, tụng qua rồi được khai ngộ? Nên khi tôi giảng kinh Kim Cang, tôi nói, kinh văn thì như vậy, nhưng khai ngộ có mấy ai? Lục Tổ Đại Sư là người không biết chữ nghĩa gì hết, hàng ngày lên núi đốn củi đem về bán. Nhưng khi nghe một câu kinh, Ngài liền khai ngộ, đó là vì trong nhiều kiếp trước Lục Tổ Đại Sư đã hết sức chân Phật tu hành, nên khi nghe qua câu kinh Kim Cang thì liền khai ngộ. Tại sao chúng ta bây giờ nghe qua nhiều lần mà vẫn chưa khai ngộ? Là vì từ xưa mình chưa có tu hành, chỉ thích coi truyền hình, xem cine, đi nhảy đầm, ăn uống vui chơi, chưa từng nghiên cứu qua kinh điển. Kinh Kim Cang lại còn dạy rằng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Trong lúc tọa thiền thì mình có ngã tướng, có nhân tướng hay không? Có chúng sinh tướng hay không? Có thọ giả tướng hay không? Nếu muốn chẳng có, thì mình cũng phải tìm cách quét sạch đi bốn tướng đó. Khiến ba cái tâm biến mất đi, tức là tâm hiện tại, tâm quá khứ, tâm vị lai. Ba tâm này không thể nắm bắt được, thì bốn tướng đó làm sao mà có? Kinh Kim Cang lại nói rằng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng mị huyền ảo, như bọt bèo bóng tối, như xương động, như điện chớp, phải thấy suốt như vậy. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là nếu thấy ta có sắc tướng, tìm ta nơi âm thanh, kẻ đó đi đường tà, chẳng thấy được Như Lai. Khi chúng ta tọa thiền, đừng để âm thanh làm cho ta động tâm, đừng tùy theo sắc tướng mà làm ta xoay chuyển. Có người tu hành đã lâu rồi, nhưng khi có được cảnh giới thì chấp trước vào cảnh giới, đó là sai lầm. Mình phải thính nhi bất văn, thị nhi bất kiến, nghĩa là nghe nhưng không lọt vào tai, nhìn mà không có thấy, không nghe không thấy thì sẽ không bị cảnh giới chuyển lay. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 18 tháng 12 năm 1982. Ha ha ha, 问什么的说呵。